Thưa quý vị, Ánh Sáng Tâm Hồn là tên của một tổ khúc múa đặc biệt với sự góp mặt của hơn 150 nghệ sĩ múa hai miền Nam Bắc đã được công chiếu trực tuyến tới đông đảo khán giả yêu nghệ thuật trong những ngày vừa qua. Và thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật múa, các nghệ sĩ đã khắc họa lại cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở nhiều góc nhìn khác nhau. Phía sau một tác phẩm công phu là rất nhiều tâm huyết của những nghệ sĩ tham gia, và đó cũng là những nhân vật đặc biệt sẽ gặp gỡ khán giả trong cuộc trò chuyện cuối tuần với Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay. Khó thưa quý vị, để có thể là thử đứng vào trong đội hình của các bạn thì thôi là một điều thực sự là rất khó, bởi vì là họ đã tập luyện với nhau rất là nhiều thời gian rồi. Trong suốt khoảng một tháng vừa qua thôi, những bạn trẻ này cùng với 150 nghệ sĩ múa khác đã cùng nhau tạo nên một tiết mục rất đặc biệt. Và người tâm huyết với tiết mục này xin được giới thiệu với quý vị, biên đạo múa Tuyết Minh. Xin mời chị. Xin chào Mạnh Cường và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chuyển động 24 giờ. Xin kính mời quý vị khán giả hãy cùng bước vào không gian của tổ khúc múa Ánh Sáng Tâm Hồn. 21 biên đạo múa, 150 nghệ sĩ múa của hai miền Bắc Nam cùng hơn một tháng tập luyện và ghi hình. Tổ khúc múa Ánh Sáng Tâm Hồn đã được công chiếu online vào ngày 20 tháng 10 vừa qua. Tác phẩm dài 42 phút là bức tranh toàn cảnh về dịch bệnh Covid-19 được dàn dựng công phu ở nhiều bối cảnh, nhiều tuyến nhân vật, nhiều câu chuyện trong xã hội. Và tất cả đều sử dụng ngôn ngữ nhảy múa để kể chuyện. Khi mà xem tác phẩm này thì tôi có cảm giác như là chúng ta đang xem một bộ phim. Chúng ta có rất là nhiều nhân vật, rất là nhiều bối cảnh, rất là nhiều câu chuyện khác nhau. Vậy thì tôi tò mò rằng là làm thế nào chúng ta có thể tập hợp được một đội ngũ những nghệ sĩ múa trên khắp đất nước của chúng ta như vậy ạ? Mọi người thường thấy là dường như là qua một lời kêu gọi và hơn 150 nghệ sĩ hưởng ứng tham gia thì có vẻ như là một cái sự bất ngờ nào đấy. Nhưng đối với nghệ thuật chúng tôi và đối nhất là đối với cộng đồng anh em nghệ sĩ múa chúng tôi thì chúng tôi sống có một cái tính đoàn kết cộng đồng rất là lớn. Khi bất kỳ có một cái sự kiện nghệ thuật thì những con người đấy lại cũng như có một cái sức mạnh mà ngay lập tức nó sẽ kết nối với nhau tạo thành một năng lượng rất là lớn. Những cái vở diễn này là một tiếng nói của những người nghệ sĩ múa đối với đại dịch, và nó còn là một cái cách để những người nghệ sĩ múa chúng tôi yêu múa, được sống là chính mình và được mang cái tác phẩm nghệ thuật đến với mọi người. Trong số 150 nghệ sĩ của mình thì còn có những nghệ sĩ họ có thể là F0 đúng không ạ? Hay là có những nghệ sĩ mới chỉ 8 tháng tuổi thôi. Những nhân vật đó đặc biệt như thế nào ạ? Đó là bé Táo, chính là con gái của nghệ sĩ múa Minh Tú. Ngay khi sinh bé Táo xong, vẫn đang ở thời gian ở cữ thì ngay lập tức Minh Tú nhắn tin luôn. Và Minh Tú nói rằng là em rất là mong muốn được tham gia. Bình thường đối với một người nghệ sĩ múa thì khi sau quá trình thai sản và đang cho con bú thì phải kiêng hết tất cả những cái hoạt động mạnh, bởi nếu không thì sau này sẽ ảnh hưởng đến lưng, đến đầu gối, đến khớp rất là lớn. Thế nhưng mà Tú đã vượt qua cái điều đấy và cái mong muốn được cống hiến của Tú nhiều hơn. Thì Tuyết Minh cũng ngay lập tức cũng nghĩ ra một cái phân đoạn là hai mẹ con, người mẹ đang du con ở nhà nhưng mà nghĩ đến cái người chồng của mình là bác sĩ đang phải chiến đấu ở những cái tuyến đầu chống dịch. Cái vở diễn với rất nhiều bối cảnh khác nhau, chúng ta có bệnh viện, chúng ta có trong nhà, chúng ta có ở ngoài đường phố, khu tập thể, thậm chí là cả những cái chốt chặn của những chiến sĩ bộ đội công an nữa. Với anh chị thì cái phân cảnh nào là phân cảnh thú vị và để lại nhiều ấn tượng nhất ạ? Thì đấy là chính là cái phân cảnh mà Chiến cùng với cả chị Tuyết Minh dàn dựng cái cảnh hai, đó là cảnh mà mô tả cái bệnh viện dã chiến khi mà bác sĩ cứu chữa bệnh nhân, làm sao mình lột tả được cái sự hy sinh, cái mất mát của tất cả những con người mà đang ở cái tuyến đầu chống dịch, và tất cả những anh chị em nghệ sĩ, diễn viên múa là đều phải mặc đúng cái trang phục bảo hộ của bác sĩ. Nhưng mà bọn mình ở đây là bọn mình còn phải là vận động trong các cái chuyển động rất là khó khăn và rất là gì, năng lượng. Mà mỗi một lần như thế các bạn ra các bạn gần như là không thở được. Thì mình hình dung đến là gì? Những người bác sĩ mà người ta chạy đi chạy lại rồi là cứu chữa bệnh nhân ngày đêm như thế thì không hiểu là lúc đấy con người ta sẽ như thế nào nữa. Cô Minh bắt bọn em thở hoài, bắt thở đến khi nào mà giống thì thôi ạ. Tức là đến cái tay run hoặc là đến cái hơi thở mà hấp hối của cái người mà bị ho rồi là bị sốt nó khác với lại cái hơi thở của người bình thường. Toàn bộ cái từng thớ thịt của mình nó lại phải nhão ra.
mà nó lại phải rã rời đi, bởi vì làm gì còn không khí để thở. Thế cho nên là cái việc tập thở đấy là việc quan trọng nhất của những người bệnh nhân. Mọi người nếu mà xem, mọi người sẽ để ý nhìn thấy những cái set hồ. Thì cái set hồ đấy là đặc trưng của vùng Tây Bắc. Bộ đội bây giờ đưa vào làm một cái để vận chuyển vào những cái ngõ ngách ấy. Thì trong phân cảnh đấy có một cái phần nhỏ của cái phần set hồ ấy được gợi lại cái của quá khứ nhưng vẫn vận hành được của tương lai như bây giờ. Thì là những cái mình thấy hay nhất. Xem tác phẩm mọi người sẽ bắt gặp rất là nhiều thể loại khác nhau đúng không ạ? Chúng ta có múa đương đại, có dân gian đương đại, có jazz, có cả hip hop nữa. Tại sao chúng ta không thử xem lại một phân cảnh mà mang một cái tiết tấu rất là khác so với những gì mà chúng ta đã được xem trước đây? Xin mời quý vị. Không khí rất là vui, rất là sôi động, rất là nhiều năng lượng của rất là nhiều những loại hình nhảy múa đương đại. Làm thế nào để các bạn có thể hòa mình cùng với một cái tổng thể của một cái chương trình với rất là nhiều thể loại như vậy? Phải có một cái kịch bản, dựa vào đó mọi người phân bổ những cái thể loại nhảy múa khác nhau, làm sao cho từng thể loại nhảy múa nó phù hợp với cả từng bối cảnh một. Ví dụ như bối cảnh miêu tả về tâm lý, những người y bác sĩ phải gồng mình lên để chiến đấu với cả bệnh dịch, phải dùng sự kết hợp giữa những cái động tác mạnh mẽ của hip hop với cả là những cái sự mềm mại và uyển chuyển của trong múa đương đại. Cái nhánh mà em đang theo đuổi là bộ môn jazz, nó là vũ đạo nhạc kịch. Và cái yếu tố chính của vũ đạo nhạc kịch là storytelling, hay là để kể một câu chuyện. Hai anh em cũng nghĩ là không, anh chỉ cần cái chất liệu jazz của em là nó kể chuyện và nó sẽ có nhiều những cái biểu cảm, nhiều những cái sắc thái đấy, thì em cho cái chất liệu đấy vào và làm thế nào đấy chúng ta có thể dung hòa được những cái chất vẫn choreo nhưng mà lại pha cái cách kể chuyện của jazz. Làm sao cho chúng ta trở thành một cái cộng đồng mạnh mẽ nhất, nói lên những cái tiếng nói vừa có truyền thống mà lại vừa có hơi thở hiện đại. Cũng mong muốn được mang những cái tài năng trẻ của chúng tôi ở gần đây, những cái gương mặt trẻ của chúng tôi và nghệ thuật nhảy múa của chúng tôi đến với các bạn. Và nghệ thuật nhảy múa sẽ gắn kết được những trái tim và gắn kết được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là ý nghĩa của chị Minh, và tôi tin rằng là mọi người đều đang rất là chờ đợi tiết mục này. Chỉ một vài ngày nữa thôi chúng ta sẽ được gặp họ trên những sân khấu, và chúng tôi, những khán giả đang rất là chờ đợi các bạn trên sân khấu này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều với cuộc trò chuyện rất thú vị ngày hôm nay ạ.